là Trang đã order bao nhiêu đây sản phẩm. Both called it from the beginning. Called it. Knew that the right to be nice. Hello mọi người, video ngày hôm nay thì Trang sẽ làm một chủ đề hoàn toàn khác với những video haul thì trước. Thì những sản phẩm ngày hôm nay mà Trang haul đều được mua từ website Stylenanda. Thì Stylenanda mọi người biết là một website là bán cả quần áo và cả hãng mỹ phẩm. Thì đợt vừa rồi là Stylenanda sale rất là nhiều nên là Trang đã order bao nhiêu đây sản phẩm. Tuy là không nhiều tại vì có một số sản phẩm Trang mua thì đã hết hàng rồi, nhưng mà những sản phẩm này thì Trang khá là tâm đắc luôn. Và bây giờ thì Trang sẽ unbox nè và thử, mặc thử lên trên người luôn cho mọi người cùng xem nha. Bây giờ mình cùng bắt đầu video. Đầu tiên là Trang có một cái chân váy. Đây nguyên đai nguyên kiện luôn ha mọi người. Thì cái chân váy này là cái chân váy duy nhất trong những cái sản phẩm mà Trang đã mua của Stylenanda. Tại vì Trang rất là thích mua quần ở trên Stylenanda, nhưng mà lúc mà xem thì cảm giác là những cái quần đó không có biết là lúc thử vào sẽ như thế nào á. Và Trang sợ là sẽ bị dài hơn nữa, nhưng mà Trang nghĩ là đợt sau Trang sẽ order thử những cái mẫu quần xem sao ha. Thì bây giờ mình sẽ unbox cái mẫu váy này. Thì cái váy này Trang mua là váy hoa á mọi người, và nó có hai màu là màu xanh lá với lại cái màu mà Trang mua ngày hôm nay đây nè. Cái này là hoa xanh với lại vàng và hồng. Cái chất vải cầm vào là đã thấy xịn sò rồi đó mọi người ơi, cái chất vải rất là dày dặn luôn. May hai lớp ha, bên trong có một cái lớp lót màu trắng như thế này. Đây mà Trang cảm giác là cái phần lưng váy nó sẽ hơi rộng. Dù là size S nha mọi người, đây mọi người có thể thấy là phần tag của Stylenanda ha. Dù là size S mà Trang nghĩ nó sẽ hơi rộng đó. Nhưng mà có cái phần để đeo thắt lưng nè, thì lát nữa Trang sẽ mặc thử. Đây là chân váy mà Trang mặc lên nha mọi người. Thì đúng như Trang dự đoán, nó bị rộng so với eo của Trang, đây mọi người có thể thấy. Thì cái này Trang nghĩ là Trang phải bóp vào khoảng chừng 1 xăng á là nó sẽ vừa và nó sẽ đẹp hơn. Và cái form là form dạng midi như thế này ha. Đúng kiểu size hàng luôn á mọi người. Và cái form á rất là đẹp, nhìn nó rất là hay á. Và cộng thêm cái chất vải nó rất là dày dặn và rất là đứng form nữa, nên là mặc lên rất là đẹp luôn. Nói chung là Trang thấy cái chân váy này rất là đáng tiền, chỉ là cái phần size á. Thì thật ra bình thường á là Trang mua chân váy hay quần á cũng rất là hay bị rộng một cái phần eo á. Và chỉ cần bóp eo lại chút xíu thôi thì Trang nghĩ sẽ đẹp. Đây cái họa tiết, họa tiết đúng chuẩn xuân hè luôn ha. Và tiếp theo là Trang có một cái áo. Cái áo này thì sẽ hợp cho dịp cuối năm hơn. Nhưng mà đợt rồi Trang thấy nó đẹp quá, với lại mua một set là gồm hai cái luôn, thì tính ra nó rất là lời á và không quá mắc nữa. Có ba màu là màu kem nè, màu xám với lại màu đen, nhưng mà Trang chọn mua màu xám. Đây thì cảm nhận đầu tiên là ở ngoài nó sẽ hơi đậm màu hơn so với hình ở trên web lúc mà Trang xem á mọi người. Thì một set này là sẽ gồm một cái áo như thế này, cái áo cổ lọ có cái phần dây kéo ở đằng trước ha. Cái chất này là dạng len nhưng mà có co giãn rất là mềm mại, dày vừa phải thôi, không có bị dày quá mọi người. Và đây là cái phần áo khoác ha. Cái phần áo khoác này thì cái style áo khoác này Trang nghĩ là sẽ phối được rất là nhiều outfit khác nhau, nên là Trang mới mua cái set này á mọi người. Hình như nó free size thì phải á, đúng rồi free size. Cái phần áo khoác này thì mình có thể phối với một cái đầm dây nè, hoặc là mình có thể phối với một áo crop top hoặc là cái áo ba lỗ cũng được. Đây là set áo len khi mặc lên người Trang ha. Thì cảm nhận của Trang á, lúc mặc vô thì nó hơi nóng. Nên là cái set này Trang nghĩ là mặc đi Đà Lạt nè, hoặc là mặc vào mùa cuối năm thì sẽ ok hơn, mùa lạnh lạnh đó mọi người. Còn bình thường ở Sài Gòn thì chắc là cùng lắm là mặc cái áo khoác bên ngoài thôi, chứ cái chất vải của nó thì vải len mà, nên là sẽ hơi nóng một chút xíu. Đấy, nhưng mà nó rất là dày dặn, lên form khá là đẹp. Tuy nhiên là cái áo này nó cá bên trong nó vẫn hơi dài so với Trang một chút ha. Còn cái màu này thì cũng rất là lạ, rất là đẹp. Đây cái phần áo khoác thì vẫn là hơi rộng với Trang một chút xíu, nó vẫn khá là dễ tuột như thế này ha. Trang nghĩ là do Trang nhỏ con á, chứ đồ của Stylenanda thì cái size nãy giờ Trang mặc thì đa số là thấy đều rộng hơn Trang một chút xíu.
cái áo này thì có thể kéo lên là thành áo cổ lọ luôn á mọi người. Rồi và sản phẩm thứ ba, một cái áo sọc caro màu đỏ. Trời ơi, trời ơi xinh quá mọi người ơi. Cái này thì Trang thấy hình mẫu mặt là dạng nó sẽ dài dài xuống và mình sẽ phối với một cái quần shorts màu trắng mọi người, rất là xinh ha. Cái này là dạng blazer nhưng mà nó sẽ mỏng mỏng thôi, Trang thấy nó giống như kiểu dạng sơ mi hơn á, nhưng mà cái vải của nó là vải kiểu chất thô và nó dày dặn một chút xíu, nên là nếu mà mọi người mặc thì có thể là mặc không nè, hoặc là mình phối với một cái áo hai dây bên trong cũng được. Trời ơi, vải đúng xịn luôn á mọi người, rất là dày dặn, rất là đẹp luôn, cầm trên tay rất là thích luôn á. Ok, và như Trang nói ban nãy, cái áo này đúng là nó rộng hơn so với Trang nghĩ á mọi người. Tại vì lúc mà Trang coi trên web á thì mẫu mặc khá là ôm vào, còn Trang bây giờ mặc nó hơi bị rộng hai bên như thế này nè, thì không lẽ chắc là phải đi bóp nữa. Trang nghĩ là bóp vào một chút á cho nó ôm ôm vào một chút xíu thì nó sẽ đẹp hơn á, tại vì nó đang hơi rộng quá. Nhưng mà cái màu thì Trang rất là thích cái màu cộng với cái chất vải, nhìn nó rất là hay ho luôn. Đây, Trang phối với một đôi giày boot. Cái này thì mình mặc như một cái áo khoác cũng được ha, hoặc là mặc như một cái áo giống như Trang, rất là xinh luôn á. Chỉ là nó hơi rộng nhẹ thôi, bóp lại một chút xíu như thế này thì chắc là vừa. Vải rất là đẹp. Và tiếp theo thì Trang có những cái item nó basic và nó casual hơn, sẽ thích hợp để mặc hàng ngày hơn ha. Thì đầu tiên là Trang có một cái áo màu trắng này. Thì cái áo này là cái áo ba lỗ dạng form rộng và có cái phần cut out ở phần sau lưng nữa ha. Cái form này nó siêu rộng luôn á mọi người ơi. Trời đất ơi, chắc là các chị Hàn Quốc rất là cao á mọi người, nên là lúc mà Trang nó rộng hơn so với Trang tưởng tượng á. Nhưng mà vải thì rất là dày dặn, rất là đẹp. Cái chất vải là dạng chất da cá, chất nỉ da cá màu trắng. Rồi, y như Trang nói ban nãy luôn nha. Lúc mà khui ra là thấy cái độ dài của cái áo là biết rồi. Và y như rằng mặc lên nó thành cái đầm luôn mọi người. Phong cách giấu quần luôn. Do lúc mà Trang xem trên web á, thì cái bạn mẫu mà mặc cái áo này á, là bạn đó cao đâu tầm 1m72 lận, nên là mặc khá là vừa, mà kiểu phong rộng rồi á, mà bạn đó mặc kiểu nó cũng hơi rộng rộng á, nên là qua tới Trang 1m6 á, thì nó như thế này, nó sẽ khá là dài, nên là Trang nghĩ sẽ lên line một chút xíu thì mặc sẽ phù hợp với Trang hơn. Nhưng mà tổng thể cái form áo thì mặc rất là xinh, chỉ cần lên line ngắn hơn một chút là ok ha. Tính ra mua đồ Sananda là nãy giờ hết 3 món là phải đi sửa lại rồi. Nhưng mà thôi không sao, tại vì cái chất vải nó vẫn rất là đẹp á, và form cũng rất là đẹp nữa, nên là không sao. Đây, ở đằng sau thì nó sẽ có cái phần cut out ở giữa lưng ha. Phong cách kiểu khá là casual nhưng mà vẫn có cái điểm nhấn chứ không có bị nhàm chán. Đây, cái phần vai áo nó sẽ như thế này. Mọi người sợ lộ thì mọi người có thể mặc một cái bra top ở bên trong ha. Đây, và tiếp theo hình như cái áo này là cái áo Trang mua để layer được với nhiều kiểu áo khác nhau á. Nó là màu kem, thật ra là Trang tính mua màu trắng hay sao á mọi người, màu trắng hết rồi nên Trang mới mua màu này. Đây, cái chất, trời ơi, cái chất siêu mềm mịn, siêu đã luôn. Coi dạng rất là thoải mái, rất là nhẹ ha. Mặc cái này thì sẽ rất là mát luôn á mọi người. Ok, cái này thì Trang sẽ layer với một cái áo dây ở bên trong nè, hoặc là mình sẽ mặc riêng, hoặc là phối với một cái áo dây bên ngoài cũng được. Nói chung là cũng khá là dễ phối để layer được nhiều kiểu á mọi người. Cái form nó cũng hơi dày dặn. Rồi, đây là khi Trang mặc lên trên người ha mọi người. Thì đúng như Trang nói, cái áo này là sẽ form hơi dài dài một chút. Thì mọi người nếu mà muốn cái style kiểu nó casual và nó rộng rãi thoải mái và trẻ trung một chút á, thì mình có thể bỏ ra ngoài như thế này. Còn không á, thì mình có thể là sơ vi mình bỏ vào trong quần á, cũng được. Thì Trang đang mặc ở ngoài là cái áo này và bên trong là cái áo hai dây, mà lát nữa mà Trang sẽ hôn cho mọi người luôn ha. Hay, chất vải siêu mềm mại luôn, rất là thoải mái và dễ chịu ha. Cái màu nút này nó cũng khá là tôn da, co giãn rất là thoải mái luôn mọi người. Chỉ là hơi dài so với Trang thôi.
mà Trang nghĩ là vẫn ok, vẫn thể phối được. Ngoài ra thì mình vẫn có thể layer được với một cái áo kiểu cổ yếm cũng được ha, hoặc là một cái áo ba lỗ màu đen ở bên trong cũng được nữa. Rồi và tiếp theo thì Trang có thêm một cái item để mình có thể layer được. Cái này là hình như nó giống cái màu da ban nãy á mọi người, nhưng mà màu đen thì phải. Nói chung là mua Trang cũng không có nhớ rõ lắm. Đúng rồi, nó sẽ giống giống cái ban nãy á, nhưng mà khác một cái là ở đằng trước. Ở đằng trước là nó sẽ xẻ ra như thế này nè. Đây, ở đằng trước là nó sẽ xẻ cái tà đằng trước như thế này. Cái chất vải nó là dạng kiểu mỏng mỏng see through á, thì Trang thấy những cái kiểu như vậy rất là xinh. Trời, ở đây có một cái tag của Sananda ở đằng sau nữa nè mọi người. Cũng rất là hay ha. Và cái item này thì mình sẽ layer với một cái áo dây ở bên trong, hoặc là mình phối với cái quần shorts nè, hoặc là quần jeans cũng được. Những cái item này casual, rất là dễ mặc nhưng mà vẫn tạo cảm giác là rất là thời trang á mọi người. Và Trang rất là thích mua những cái sản phẩm này ở trên Sananda. Rất là nhiều đồ để mình có thể layer được với nhau luôn. Và cái chất vải nó cũng rất là đặc biệt nữa. Thường là những cái chất vải đồ của Sananda Hàn Quốc á, là Trang tìm ở những cái local brand á đều không có, nên là Trang mới rất thích order ở trên đây. Và nếu mà mình canh những cái đợt sale á thì mình sẽ mua được giá phải chăng hơn rất là nhiều. Rồi, và cái áo này thì Trang cực kỳ thích luôn mọi người. Mặc lên thì khá là thích luôn á. Cái kiểu nó vẫn là casual nhưng mà nhìn nó rất là cá tính và hơi quyến rũ, hơi bí ẩn nữa. Tại vì nó sẽ hơi see through một chút nhưng mà lại không có bị quá mỏng để thấy được bên trong á. Thì mọi người vẫn có thể là mặc một cái bra top ở bên trong ha, hoặc là mặc một cái áo hai dây, áo ba lỗ màu đen ở bên trong cũng được. Đây, cái phần xẻ mà Trang nói ban nãy ha, nó xẻ như thế này mọi người nhìn cũng rất là hay ho. Đây, cái phần tay áo nó sẽ hơi dài dài. Cái áo kiểu này thì rất là dễ mặc đồ mọi người. Nó sẽ dành cho những hôm mà không có gì để mặc, không biết mặc gì. Rồi và cuối cùng là Trang có một cái áo này thì là áo dây ha, cũng để layer luôn á mọi người. Cái áo dây này thì mình có thể layer với một cái áo ba lỗ, hoặc là mình layer với những cái áo ban nãy cũng được. Áo này có màu xô thơm ha, và có cái phần dây chéo ở sau lưng như thế này. Trời ơi, nãy giờ cầm cái đồ nào của Sananda cũng rất là thích cái chất vải nha. Loại nào mà nó dày á thì vẫn rất là dày, rất là xịn đúng không? Nhưng mà những cái mà cái chất nó mỏng á thì lại co giãn và mềm mại, cực kỳ mềm mại và dễ chịu luôn. Nhưng mà cảm giác á là nó mỏng có chủ đích á. Không biết chị miêu tả vậy mọi người có hiểu không? Nhưng mà ý là nó sẽ mỏng theo cái dạng see through á, là cái style của nó là như vậy. Nhưng mà lúc mà mình giặt nè, hoặc là mình sử dụng một thời gian á, thì nó vẫn sẽ rất là bền á. Là đồ Sananda á, là dù giá nó có cao hơn so với những hãng khác hoặc là những local brand á, thì Trang vẫn sẵn sàng mua, tại vì đồ mặc rất là bền luôn. Trước đó là Trang cũng có một cái áo dạng see through rồi, màu trắng á, mặc siêu bền và đẹp luôn á mọi người. Và đảm bảo là không có đụng hàng ha, rất là khó đụng hàng luôn. Đây, cái kiểu áo này thì mình có thể layer được với cái áo mà màu kem ban nãy á, màu nude ban nãy á, là phối với cái áo khoác len trong cái set mà hai món màu xám ban nãy cũng được ha. Trời ơi, cái chất vải rất là mềm mại, rất là đẹp luôn, và cái màu này chị cũng rất là thích nữa. Rồi, và đây là cái áo nha mọi người. Cái áo thì nó, chị nghĩ là do cái form nó như vậy á, nó cũng hơi rộng rộng một chút xíu, nhưng mà màu thì rất là đẹp, chất vải rất là dễ chịu và thoải mái, rất là thích hợp cho mùa hè. Đây, cái phần dây mọi người nếu mà sợ lỗ thì có thể mặc với một cái áo ba lỗ ở bên trong ha. Ok, vậy là Trang vừa mới haul và try on hết tất tần tật những cái sản phẩm mà Trang mua ở Sananda rồi. Mong là video này sẽ giúp ích được cho mọi người. Và Trang nghĩ là mọi người nên canh những cái đợt mà Sananda sale. Và thường thì Trang thấy rất là hay sale vào các mùa, ví dụ như mùa hè hoặc là những cái mùa cuối năm thì hãng rất là hay sale. Và mình có thể order để được với giá phải chăng hơn. Và những cái item này thì Trang đều sẽ để link của Sananda ở bên dưới mô tả video để mọi người dễ tìm kiếm hơn, cũng như là thông tin của cái shop mà Trang order đồ Sananda ha. Và nếu mọi người thấy video này thì đừng quên like và subscribe channel của Beach & Coffee và follow Instagram của Trang. Tạm biệt.